Hãy chăm chỉ làm việc cho đến khi thần tượng chỉ là đối thủ ngang hàng với bạn. Hãy giỏi đến mức mà không ai có thể phớt lờ bạn. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng thì ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Đã muốn thành công thì đừng có mỏng manh như bồ công anh trước gió, mà hãy là xương rồng cứng cáp trước bão giông. Giá trị của bản thân không phải phụ thuộc vào cách người ta đối xử với mình như thế nào. Một lần tới nhân gian thì phải sống một đời thật rực rỡ. Chính vì con người không thể nào thay đổi được bản thân mình, cho nên mới có hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi vẫn không thể thay đổi. Rồi dựa vào đó, người ta sẽ bắt đầu phân biệt. Và những người bị phân biệt thì chỉ có thể làm được một việc, chính là chấp nhận thất bại. Hay khóc, vui quá cũng khóc, buồn quá lại càng khóc. Yêu đời cũng khóc mà đời xô cho ngã tí cũng khóc. Nói chung là hơi thất thường nhưng chịu được. Hôm qua thăng, hôm nay lại trầm cũng không thành vấn đề. Chẳng hiểu sao dù trải qua bất cứ chuyện gì, bản thân cũng chọn sống một cách ngây thơ nhất. Thế cho dễ chịu, nhiều khi áp lực quá lại nghĩ đến việc muốn nằm ra giữa đường ngắm trời mây. Này, khi nào mà tự dưng cuộc đời vật ngã bạn một cái thì hãy nhớ là bằng niềm tin không lung lay, bạn đối thay cuộc đời. Và với ước mơ khát khao, bạn xây mộng lớn lao. Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày một ngày, đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp. Nụ cười vì thêm ấm áp, sung túc trong ngôi nhà. Và thêm đóa hoa xinh tươi, bạn mang đến cho mình. Làm việc thật nhiều để bạn vươn xa hơn, để bạn bay cao hơn, để bạn có thứ xứng đáng hơn. Ngọt ngào hơn ngày mai, đừng bỏ cuộc nhá. Hy vọng chúng ta, dù gặp bất cứ ai, yêu người nào, hãy trân trọng từng giây phút khi được ở bên cạnh họ, vì mình thực sự không muốn chúng ta hối hận vì những điều chúng ta ngại làm, những lời yêu kìm nén đã lâu. Hãy cứ yêu và yêu hết mình thôi, bởi tình yêu nó vốn đơn giản và chân thành như thế. Nó là những cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải từ bộ não. Chỉ có chúng ta làm cho nó phức tạp mà thôi. Vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau. Và chỉ cần một người nhìn thấy được vẻ đẹp của chúng ta thì chúng ta là một người đẹp. Đơn giản. Trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt nên nhất định phải nhìn đường thật lâu. Đằng sau không ai chống lưng nên tuyệt đối không được gục ngã. Sau này có thể mọi người sẽ quên em là ai, nhưng chính em sẽ không bao giờ quên được mình đã từng nỗ lực như thế nào. Kiếp sau thì em không biết, nhưng kiếp này á, phải cố gắng hết ga hết số nha. Sau mỗi trải nghiệm tồi tệ, bạn chấp nhận và vượt qua nó, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều bài học thông qua những lần buồn đó. Và mình tin nỗi buồn có thể giúp bạn chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Nó sẽ khiến bản thân chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Nếu chúng ta lúc nào cũng muốn mình được vui vẻ, hạnh phúc, sống đúng với đam mê, yêu được người đúng gu thì những đau khổ, bất hạnh, chúng ta để dành cho ai? Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động, nhưng lòng không bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Bất tin lòng mình tổn thương. Anh muốn ta là của nhau. Cuộc đời sẽ không bao giờ có lần thứ hai như thế này đâu. Không còn nước mắt. Cuộc đời giống như một chiếc đèn giao thông với những vòng lặp. Khi đèn vàng là sự ngập ngừng, e thẹn. Khi đèn đỏ là những đau đớn, nỗi sợ nội tâm, những phút giây ngột ngạt khi trải qua những khó khăn, thử thách. Cuối cùng là đèn xanh. Đó là thời điểm chúng ta vượt qua và lựa chọn bước tiếp, ngập tràn năng lượng và tình yêu cuộc sống, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Cuộc sống luôn như vậy, là một vòng lặp. Có những điều bất ngờ xảy tới, những nỗi đau dày vò nên đôi lúc chúng ta hay mơ. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, hy vọng bạn hãy cứ vững tâm bước tiếp và kiên cường nhé. Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là nào. Khi
người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Cậu nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Nam Bô Long là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Con biết rằng là con không được như chị này chị kia nhà hàng xóm, nhưng mà con cũng có những ước mơ và đam mê của con mà. Nghe theo lời bố mẹ lúc nào cũng an toàn, nhưng mà ở lâu trong vỏ bọc an toàn quá con không biết bản thân mình là ai. Con mong bố mẹ cho con một lần được sống với đam mê của chính mình, dù có đúng hay sai thì con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm và sống một cuộc đời không hối tiếc. Cuộc đời này nó còn rất dài, sẽ có rất nhiều khi mình thua cuộc, nhưng cũng sẽ có những khi cùng với tài năng và rèn luyện, cuộc đời sẽ cho mình một chút may mắn, dù giỏi dù dốt. Dù trong tương lai mình có thể thay đổi, nhưng khi một điều gì đó đã là cái điều mà mình chọn thì mình sẽ quyết tâm bước tiếp. Mùa hè sắp kết thúc, hình như tôi chưa làm được gì cả, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Đúng, không làm gì cả. Bây giờ tôi hỏi thật nhé, trong suy nghĩ của anh thì thế nào là một người đẹp ạ? Người đẹp là một người tìm được một người khen mình đẹp. Ví dụ Thị Nở vẫn là một người đẹp vì đã tìm cho mình một Chí Phèo mà chỉ tốn có một tô cháo hành. Tôi cũng hay nói xấu, thế nhưng điều ấy không được phép diễn ra trước mặt của một người phụ nữ, bởi vì bản thân họ xuất hiện trên cuộc đời này đã là một biểu tượng của cái đẹp. Mình bắt đầu tập trung học hơn, đọc thêm nhiều sách. Thú thật là mình cũng bị từ chối sau khi phỏng vấn rất nhiều trước khi được nhận vào làm ở một công ty giải trí. Hãy cứ cố gắng các bạn ạ. Tại vì khi mình vào công ty, mình vẫn bị đánh giá là cái đứa không biết gì cả. Trong khi trước đấy mình đã đọc rất nhiều sách rồi này. Mình tranh thủ học rất nhiều nhưng mình vẫn chẳng biết gì hết. Nhưng mà không sao, có thể những góp ý đó làm cho mình cố gắng hơn. Mình biết nhiều hơn này, mình chăm chỉ hơn, mình biết cách kết nối với mọi người hơn. Có thể là mình chưa toàn diện và hoàn hảo, nhưng đương nhiên là mình đã tốt hơn mình ngày hôm qua rồi. Mình thực sự không muốn cạnh tranh với bất kỳ ai, bởi vì kẻ thù lớn nhất của mình chính là bản thân mình, và mình muốn vượt qua nó. Đêm ngày vẫn luôn hát ca, nhưng trong lòng như muốn nát ra, khi mà em đã cố xem anh như một người lạ. Trong phút giây mà men anh nhận ra anh nhớ em, cố giấu đi từng đêm chỉ làm cho quê mi cay thêm. Khi thế anh lặng nhìn, giây phút em lặng tin, quay bước đi mà chẳng nghĩ suy, dù em biết anh cần gì.